Ê khoan, thấy gì lạ không? Tôi không thấy gì lạ hết á. Đậu bắp nó không có hào hứng với đồ chơi mới nữa. Nó thích chơi siêu nhân, mua ba trái banh đây nó không thích là đúng rồi. Con sao vậy? Dạ con muốn gọi điện thoại cho mẹ. Ở ngoài đảo á, sóng vẫn còn đang còn nhiễu lắm nên không có xài điện thoại được. Vậy làm sao con mới gọi cho mẹ được? Con nhớ mẹ. Bây giờ không gọi điện thoại được á thì mình viết thư đi. Đậu bắp làm gì đã biết viết? Đậu bắp không có viết được nhưng mà đậu bắp vẽ được đúng không? Thì hả có. Vậy ai cho cô hứa lung tung vậy hả? Cô không nhớ là mẹ của đậu bắp. Bây giờ cô hứa vậy tính làm sao? Thì bây giờ là giải pháp tạm thời được không? Anh cứ thử đặt mình vô tình cảnh của đậu bắp, lỡ mà cái hộp kẹo đó nó hết rồi mà nó vẫn chưa được gặp mẹ thì làm sao? Buồn không? Bây giờ phải tìm cách cho nó đỡ nhớ mẹ nó chứ. Nói tới nói lui vẫn là lừa gạt từ nhỏ. Vậy anh không lừa nó chắc. Anh có giỏi thì anh đi nói thiệt với nó đi. Cô muốn làm gì thì làm, đừng có lôi tôi vào. Anh phải tham gia. Tại vì giờ anh là bạn thân của Nguyệt. Tôi thì đâu biết gì về cổ đâu mà tôi biết. Cô đừng tí quyết định như vậy. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nguyệt mà nghe được câu này chắc là buồn lắm đó. Bây giờ mình viết nha. Con vẽ gì đây mà ngộ quá vậy? Dạ đó chú Dương. Ủa gì hả? Sao con lại vẽ chú Dương? Tại vì chú Dương cho con nhà của chú Dương, với là chú Dương còn nấu cơm ngon cho con nữa. Ủa? Chú không phải chú Dương suốt ngày la con hả? Tại con quậy mà, với lại con cũng yêu chú Dương nữa. Ăn đi rồi học tiếp. Dạ. Con cũng yêu quý chú. Chú chỉ hơi yêu quý con. Nhắm ngủ rồi đó. Anh làm nhiệm vụ của mình đi. Đi làm chưa đủ mệt hay sao? Nè. Cái gì đây? Coi đi. Tô Ngộ Không, Sa Tăng, Bắt Giới, Hồng Hài Nhi, Siêu Nhân Cá Heo. Không thấy nó vẽ mấy anh hả? Nè anh Quân nè. Được rồi. Nó vẽ cuộc sống hiện tại của nó. Với lại ba đứa tụi tôi. Không cần cô phải chỉ. Anh có thấy nó vẽ anh dữ nhất không? Mà còn xấu. À không có xấu. Ý là dữ á, anh thấy không? Tại vì nó sợ anh nhất á. Cô không nghe hồi nãy nó nói là nó yêu quý tôi hả? Với lại á, xâm xê thiên nhiên ánh nắng mặt trời các kiểu. Thì mấy cái khoảng trống đây thì vẽ cây cối là đúng rồi. Chứ anh không thấy là đó là ước mơ được đi hòa mình vào thiên nhiên rồi dã ngoại đi chơi với các chú này nọ các kia hả? Tào lao, lớn như tôi đây còn thèm được đi chơi huống hồ nó. Nói quệ vốn. Anh nói cũng đúng. Thằng nhỏ cũng đâu có được đi đâu đâu. Ê, không có kiểu nói chuyện gài kiểu đó nha. Tôi chỉ gợi ý vậy thôi đó.
Anh viết thư đi. Kệ tôi. Đi trà toilet đi. Đi trà toilet. Trà vô cái mặt anh á. Trả treo. Tôi trừ lương cô ấy nha. Ê đậu bắp. Khỏe không? Mẹ trên đảo này vẫn khỏe. Mỗi ngày chơi với mấy đứa con nít ở đây vui lắm. Cấm khóc nha. Mẹ không thích nói nhiều. Vậy thôi. Bye. Nè. Không có người mẹ nào mà viết thư cho con mình như vậy hết. Coi lại đi, không có được. Đây. Đậu bắp. Con ở với ba chú ngoan nghe. Mẹ thấy hình con dễ rồi. Dễ thương lắm. Người mặc áo cá heo là ai vậy con? Bạn của ba chú hả? Mẹ nhớ con trai của mẹ nhiều lắm. Mỗi ngày mẹ đều khám phá hòn đảo và dạy học cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sau này đậu bắp lớn, mẹ sẽ dẫn con ra đảo. Có chịu không? Mẹ nhớ đậu bắp lắm. Mẹ gửi cho con trai mẹ một cái ôm khổng lồ. Khổng lồ, khổng lồ luôn đó nha. Chỉ có vậy thôi hả? Dài dòng lòng thòng vậy thôi chứ còn muốn cái gì nữa. Tôi thấy cũng được rồi đó. Nhưng mà nè, anh có chắc là giọng văn của Nguyệt không vậy? Hồi đó Nguyệt dữ dằn lắm. Bây giờ có con rồi thì nhẹ nhàng lại một tí xíu. Chứ hồi xưa mỗi lần mà Nguyệt nói cái gì á, lúc nào cũng nhấn mạnh 2-3 lần. Ê, mà giờ vậy nè, anh chụp cái này lại xong rồi gửi cho Khải đúng không? Coi coi có đúng không? Không cần đâu, chắc chắn luôn á. Chụp. Phiền phức quá. Chụp. Ê, hai đứa tụi bay coi lại thư tao giả làm Nguyệt á, gửi cho đậu bắp. Coi có giống Nguyệt không? Coi có trả lời chưa? Chưa, trả lời tin nhắn thì nó đã báo. Lẹ đi. Chắc thằng Quân đang lo cãi nhau với vợ rồi. Để tôi gọi trực tiếp cho thằng Khải luôn. Mày đã đọc thư chưa? Ừ, tao đọc rồi. Giọng điệu cũng được. Thật sự chứ, tao cũng không biết Nguyệt là mẹ là sao nữa. À, một cuối thư á, mày viết tình cảm lên coi. Kiểu như là các con ở với chú ngoan nhé, yêu con, thương con nhất trên đời. Đó, kiểu kiểu như thế. Viết tình cảm vào. Nghe chưa? Phải vậy á, phải tình cảm dạt dào vô. Bữa sau á, đi qua nhờ nó viết. Sau này đậu bắp lớn, mẹ sẽ dẫn con ra đảo chơi có chịu không? Mẹ nhớ đậu bắp nhiều lắm. Mẹ gửi con trai của mẹ một cái ôm khổng lồ luôn. Sau này mình sẽ nói chuyện qua thư thường xuyên. Mẹ thương đậu bắp nhất trên đời. Mẹ Nguyệt của đậu bắp. Mẹ thương đậu bắp nhất trên đời, mẹ Nguyệt của đậu bắp. Đậu bắp cũng thương mẹ nhất trên đời. Chú lặp lại cho nghe thêm một lần nữa chú. Nãy giờ chú Dương đọc cho con nghe hơn 200 lần rồi. Con cho chú nghỉ ngơi, sẽ hơi uống miếng nước nha. Dạ. Chú ơi, quà của mẹ đẹp quá à. Mẹ ở trên đảo mới có hả chú Dương? À, ở trên đảo mới có. Tên. Ê! Nè. Con làm gì vậy? Biển đảo. Biển đảo quê hương. Con ốc là quá biển đảo luôn còn gì nữa. Đi ra ngoài. Hợp lý rồi. Đi ra ngoài. Tại sao mẹ ở với các bạn nhỏ nhỏ hồi đó mà tại sao không ở con? À,
là vì con có mấy cô chú yêu thương chăm sóc rồi. Còn mấy bạn nhỏ ở ngoài đảo á, không có ai hết, nên mẹ phải ở ngoài đó để giúp đỡ các bạn. Lúc nào xong việc á, mẹ sẽ về với đậu ấp, chịu không? Dạ, vẫn sẽ đợi mẹ với con. Huy đâu vậy? Dặn đi giả thư cho mẹ, hàng ngày cũng giả thư cho mẹ. Dặn tôi mới tới. Cũng tại cô hết đó. Đầu bắp nó vừa nói á, sẽ giả thư cho mẹ nó hàng ngày luôn kìa. Thì nó là con nít, nó vui thì nó vẽ thôi. Ôi, nhưng mà tôi không có vui. Tôi mới đi làm nữa, rồi còn thanh xuân của tôi nữa. Tôi đâu có thời gian mà ngày nào cũng trả lời thư của nó. Thì bây giờ ráng đi, nó vui hay không vui hả? Không, tôi không hề vui. A à, con Hân, dạ chào cô Hân. Ừ, chào con. Cha, đầu bóc vẻ đẹp quá ta. Anh chuẩn bị đi gửi thư đi nha. Dạ, để con đi về tiếp. Ui, đầu bóc, quay lại con. Đầu bóc. Cô tự xử chuyện này đi. Thôi ráng nha, ráng.